dưa chuột khổng lồ to như chú lợn con. Thường thì mọi người hay biết đến dưa chuột, loại dưa rất phổ biến, được trồng khắp các vùng miền từ Bắc vào Nam. Thay vì chỉ trồng một mùa trong năm, sơ dưa chuột được trồng cả bốn mùa, bay bán khắp các chợ và siêu thị. Trọng lượng của dưa chuột tùy thuộc vào từng giống, song quả thường chỉ nặng từ 100 đến 200 giờ trên quả. Giá loại dưa này cũng khá rẻ, trung bình khoảng 15.000 đến 20.000 đồng trên kg. Thế nhưng, ở vùng Tây Bắc, bà con dân tộc Mông còn có loại dưa chuột truyền thống siêu to khổng lồ, hay còn gọi là dưa mèo. Loại dưa này được người dân các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Sơn La trồng sen canh trên các đường lúa, đường ngô. Từ tháng 6 đến tháng 8, dưa mèo cho thu hoạch. Điều đặc biệt là quả dưa mèo này to khổng lồ. Theo đó, trung bình mỗi quả có trọng lượng từ 0,5 đến 1 kg, thậm chí có quả nặng tới 2 đến 3 kg. Không chỉ trọng lượng siêu khủng, dưa mèo còn đặc ruột hơn, cui dày. Ăn giòn và ngọt mát khiến người dân ở Hà Nội thích thú, tranh nhau mua về ăn giải nhiệt ngày hè. Hiện, giá dưa mèo giao động từ 30.000 đến 40.000 đồng tùy loại và tùy thời điểm. Như Băng, Đức Yên